mến, kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV đến với chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài, là chương trình mà gia đình Bác Ái Follow muốn chia sẻ đến quý vị như là một món ăn tinh thần đến quý vị khán thính giả gần xa. Chương trình gồm có một thơ và nhạc công giáo do cha Linh Hướng là cha Trần Đức Hùng và thưa quý vị được phát sóng hàng tuần trên Direct TV và Galaxy 19 của Đài Việt Face TV ngày thứ hai lúc 5:30 sáng, giờ miền Đông là 8:30 sáng, và ngày thứ bảy 7:00 sáng, giờ miền Đông là 10:00 sáng. Còn tại đài local Việt Face TV 18.10 là vào ngày thứ bảy lúc 6:00 sáng, còn đài S Channel vào ngày thứ sáu 7:00 sáng và ngày chủ nhật lúc 9:30 sáng. Kính xin quý vị hãy đón xem và giới thiệu cho mọi người cùng xem và tiếp tay đến cho mọi người tùy tâm yểm trợ để chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài có phương tiện được phổ biến rộng rãi và lâu dài nha quý vị. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và ghi nhận lòng hảo tâm của quý vị cho những người nghe cũng như là cảm nhận được tình Chúa bao la dạt dào. Xin chân thành tri ân và kính chúc cho quý vị muôn vàng hồng phúc. Mọi chi phiếu gửi về bảo trợ được khấu trừ thuế. Xin quý vị gửi về địa chỉ PO Box 2472 Garden Road, California 92842 hoặc điện thoại cho chúng tôi 714-230-9443. Rất cảm ơn quý vị. Rồi bây giờ trước khi chúng ta bước vào trong chương trình vẫn là những hình ảnh của gia đình Bác Ái Follow, những sinh hoạt, những công việc từ thiện Bác Ái trong suốt nhiều năm qua. Mời quý vị cùng theo dõi và xin được bảo trợ, yểm trợ cho những công việc của chúng tôi nha quý vị. Gia đình Bác Ái Follow được thành lập vào năm 1977 với 12 thành viên tiên khởi, cho đến nay là 2017, tròn 40 năm hoạt động uy tín, tận tình phục vụ người già neo đơn bệnh hoạn, trẻ em mồ côi tàn tật, mù lòa, câm điếc, bại liệt, tâm thần, bệnh nan y, nhiễm HIV. Cứu sống cho thai nhi, xây nhà tình thương, giúp vốn cho những hoàn cảnh khó khăn như nuôi gà vịt, heo, bò, đặc biệt mở lớp học, dạy nghề cho các em dân tộc thiểu số, đào giếng, tìm nguồn nước sạch, mở trạm y tế, tất cả không phân biệt tôn giáo. Gia đình Bác Ái Phaolô thiết tha mong nhận được sự tấm lòng vàng, bàn tay nhân ái của quý vị xoa dịu những mảnh đời lầm tan cho bớt khổ đau. Mọi đóng góp được khấu trừ thuế, xin liên lạc về gia đình Bác Ái Phaolô số điện thoại 714-230-9443. Xin ân trên ban muôn vàng phúc lộc cho quý vị ngày hôm nay và mãi mãi. Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang buồn sầu. Vâng, và bây giờ chúng ta bước vào trong chương trình với chị Uyển Nguyện, là một người chị rất là thương mến. Quý vị có biết không, chị Nguyễn Nguyện là người do tìm những cái bài thánh ca thiệt là hay và những cái bài thơ thật là có ý nghĩa để gửi đến trong chương trình Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài. Em thân mến, chào chị Nguyễn Nguyện. Chào Mỹ Lan, chào quý vị khán giả. Thưa chị, trong chương trình ngày hôm nay có điều gì đặc biệt không ạ? Chương trình ngày hôm nay mình hướng về ngày Chúa Giáng sinh. Chúa Giáng sinh, yeah. Mình hình như hơn 2.000 năm qua rồi. Dạ. Mà nhiều khi Uyển Nguyện nhìn lại hình như là mình mừng sinh nhật nhau. Dạ. Nhưng cái ngày của Chúa mình mừng nhau mà mình mừng Chúa đấy. Đúng rồi. Thì đúng rồi đó, chị nói đúng. Thường á, cái ngày lễ Giáng sinh có thể nói là trên toàn thế giới ai cũng ăn mừng, nhưng mà nhiều khi đôi khi mà mọi người quên đi cái ý nghĩa chính, cái mục đích chính là chúng ta mừng Chúa hài đồng Giêsu ra đời, phải không thưa chị? Đó là lý do mà ngày hôm nay mời quý vị hãy lắng nghe những bài thơ, những bài thánh ca để nhắc nhớ chúng ta rằng chúng ta là những người con thương yêu của Chúa. Ở trên trần gian này chúng ta hãy hướng về Chúa hài đồng và chúng ta đón mừng sinh nhật của Ngài, phải không thưa chị? Em mời chị. Kính thưa quý khán thính giả, rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt người Công giáo, đang chuẩn bị mừng sinh nhật lần thứ 2017. Con đường tình yêu kính dâng lên Ngài xin chia sẻ cùng quý vị những suy tư nho nhỏ với ước mong Chúa Giêsu hài đồng sẽ nhận được những món quà đặc biệt hơn trong năm nay và những năm trong tương lai.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài thơ để nhớ đến ngày sinh nhật của Chúa Hài Lòng Giê-xu nha quý vị. Gần ngày sinh nhật Giê-xu, bao người bận rộn chi thu sắm quà. Người thì hoa trái mang quá, kẻ lo trao lại món quà nào cân. Có người toan tỉnh phân vân, tìm đâu địa điểm dừng chân tiệc tùng. Vui chơi một tối tưng bừng, ngày mai ngủ thiệp quên mừng Giáng sinh. Thương ôi, Chúa vẫn một mình, như xưa lạnh giá lặng thinh ngoài đồng. Nhìn lên thấy ánh sao hồng, đoàn chiên theo gót mục đồng viếng thăm. Đến nay hơn 2000 năm, mấy ai viếng Chúa một năm một lần. Thế gian ôi lắm lạc lầm, mau quay trở lại lỗi lầm Chúa tha. Mỗi ngày hãy kết bó hoa, hoa ăn năn lỗi thiết tha đậm đà. Điểm thêm mấy sợi châu sa, cùng hoa hối cải ngày qua lại ngày. Kết vào cuộc sống thẳng ngay, đóa hoa khiêm tốn ô hay dịu dàng. Cắm thêm chiếc lá sẵn sàng, có hàng gai nhọn huy hoàng điểm tô. Quẳng cây danh lợi hư vô, đem hoa cầu nguyện đơn sơ thế vào. Màu lá trở nên ngọt ngào, thành loài hoa lạ, ôi sao tuyệt vời. Nhớ luôn châm tưới không vơi, tỉa cành tội lỗi cuộc đời hiển dâng. Bỏ hoa đẹp mỗi tình thấm, con đem dâng kính tri âm lên Ngài. Wow, bài một cái bài thơ mà vừa nhắc nhớ mà vừa nói lên những có thể nói rằng là cái sự mà vô tư của loài người, của con cái mà mình quên đi cái ngày của Chúa, phải không thưa chị? Như vậy là cái bài thánh ca kế tiếp sẽ là bài thánh ca gì thưa chị? Kính thưa quý khán thính giả, truyền kể hơn 2000 năm trước, có vị vua thứ tư khi hay tin Chúa Giê-xu giáng trần đã mang theo ngọc quý đi tìm để dâng Chúa. Xin mời quý vị theo dõi cuộc hành trình của vị vua này để xem vua cuối cùng đã tặng gì, không phải ngọc quý nhưng lại được Chúa nở nụ cười đầu tiên khi mới giáng trần. Hành trình tôi mang chỉ có 3 viên ngọc, tìm về Bethlehem dâng kính Chúa Hài Nhi. Cùng đường 3 vua lần bước theo sao lạ, ngôi sao dẫn đường chợt thắt biết về đâu. Một mình lang thang tìm dấu chân sao lạ, rồi một hôm kia bên quán vắng thành đô, một cụ già ăn xin mệt nhoài vì đói rách, không người thân không nơi tựa nương, chẳng ai quan tâm chẳng ai biết tới. Và hôm ngay viên ngọc quý đầu tiên, vì tôi thấy dây dứt khôn nguôi cho thân phận già lấy lấn, vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng gian cha mình, vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng gian cha mình. Và rồi ngôi sao lại dẫn tôi lên đường về Bethlehem thờ kính Chúa Hài Nhi.
Hành trình tôi đi còn đó hai viên ngọc, mong dâng tiến ngài cùng với tấm lòng son. Một chiều mưa bay đường vắng như không người, và từ xa xa nghe tiếng khóc trẻ thơ. Người mẹ ngồi ôm con, giọt buồn từ khóe mắt. Không gì ăn, không nơi tựa nương, chẳng ai quan tâm, chẳng ai biết tới. Và hôm ấy tôi đã cho đi luôn viên ngọc quý thứ hai, để xua bớt đi nỗi thương đau trong tim người mẹ tan nát. Vì nơi đó tôi thấy nhớ thương bóng dáng con mình. Vì nơi đó tôi thấy nhớ thương bóng dáng con mình. Phương xa tìm dấu chân sao lạ, nhiều ngày trôi qua chưa thấy bóng ngài đâu. Đường dài im sâu từng bước chân vương sầu, lang thang dãi dầu nào biết Chúa ở đâu. Bìa rừng âm u một toán quân côn đồ, hành hình tang thương một thiếu nữ hiền lương. Nào tội tình chi đâu vì dục vọng đam mê, bao người qua không ai cảm thông, chẳng ai quan tâm, chẳng ai cứu giúp. Và hôm ấy tôi đã cho đi ngọc cuối cùng của tôi, để cứu lấy cô gái trinh trong nơi một mảng đời ngang trái. Vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng em mình. Vì nơi đó tôi thấy xót xa bóng dáng em mình. Biệt biệt tha hương ngày tháng thêm xa rời, ngọn nguồn yêu thương sao vẫn mãi mù khơi. Hành trình chơi vơi chợt kết bên lưng đồi, giang tay giữa trời ngài dõi mắt nhìn tôi. Phục lạy ngôi hai là Chúa muôn muôn loài, ngài vì yêu thương mà xuống cứu đời tôi. Hành trình dài quá mau chẳng còn gì quý báu, lễ vật dâng cho đi từ lâu giờ biết lấy đâu mà dâng tiến Chúa. Và tôi nói với Chúa Giêsu, con chẳng còn gì Chúa ơi, vì con đã cho hết tha nhân nên chẳng còn gì dâng Chúa. Và hôm ấy tôi thấy Giêsu đã hé môi cười. Và hôm ấy tôi thấy Giêsu đã hé môi cười. Rồi tôi nói với Chúa Giêsu, con chỉ còn một trái tim, nhiều khi đã trước cảnh đời còn đen tối. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này. Và con sẽ dâng Chúa Giêsu chính trái tim này.
dâng Chúa Giêsu trên trái tim. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm biết được món quà đẹp tuyệt vời của vị vua thứ tư. Bây giờ chúng ta hãy cùng ca sĩ Hương Lan hát Dân Chúa Hài Nhi. Những món quà thật đẹp, không kém món quà của vị vua giàu sang năm nào. Chắc chắn Chúa lại cũng mỉm cười như xưa. Vàng rồng tung kiếm dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng mộc dược thứ tha dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng nhu hương dâng hiến bao nhiêu hy sinh lao nhọc vất vả trong nhận cho lễ vật con không có chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng vàng sông yêu thương dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng mộc dược cảm ơn dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng nhu hương san sẻ cho vơi đau thương bất hạnh trong biết bao Chúa ơi xin nhận cho lễ vật con không có chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi vàng rồng yêu thương dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng mộc dược cảm ơn dâng Chúa Hài Nhi tâm lòng nhu hương san sẻ cho vơi đau thương bất hạnh trong biết bao người Chúa ơi xin nhận việc cũng không có chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi Chúa ơi xin nhận cho lễ việc cũng không có chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa vui thôi Chúa ơi xin nhận cho lễ việc cũng không có chỉ có tấm lòng mong làm cho Chúa món quà thật là tuyệt vời phải không thưa chị? À, vâng, kính thưa quý vị khán thính giả, đến đây thì Mỹ Lan xin được giới thiệu đến quý vị những cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài. Ước mong quý vị vẫn tiếp tục yểm trợ cho những cơ sở này nha quý vị. À, cũng như là quý vị cũng có thể gửi chi phiếu về bảo trợ cho chúng tôi để chương trình này có thể được lâu dài và được phổ biến rộng rãi khắp nơi cho quý vị. Và sau đây là một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình.
Phước Lộc Thọ Nails Beauty Supply mở cửa 7 ngày trong tuần trong khu chợ Á Đông bên cạnh Vans Bakery đối diện với lại Phước Lộc Thọ với số điện thoại 714-892-0101. Vĩ Dạ Restaurant 714-531-2905. Nhà hàng Vân 714-530-6858. Broda Restaurant 714-530-1744. Bác sĩ Đặng Bình Chúc 714-775-5373. Vâng, và chúng ta trở lại với chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài với những bài thánh ca thật là hay. Mila cũng được xin được chia sẻ đến quý vị rằng là quý vị nào mà muốn yêu cầu, bây giờ chúng ta có thêm một yêu cầu đi thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại là 714-230-9443 để yêu cầu những bản nhạc thánh ca mà quý vị yêu thích trong những cái mùa lễ hay là trong những cái dịp mà quý vị cảm thấy là cần thiết trong đời sống hàng ngày của chúng ta nha quý vị. Cứ gọi về đi để chị Nguyễn Nguyện sẽ tìm những bản nhạc thánh ca để chúng ta có thể chia sẻ với nhau trong chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài nha quý vị. Vương Vích một lần nữa số điện thoại 714-230-9443. Rồi bây giờ mời chị Nguyễn Nguyện giới thiệu tiếp bản thánh ca kế tiếp nha thưa chị. Giê-xu hài đồng Thiên Chúa nhập thể làm người đã chọn sinh ra trong mảng cỏ và thích gặp các em một đồng đơn sơ bé nhỏ đầu tiên cùng với bầy cừu non. Biết điều Chúa muốn rồi, bây giờ chúng ta mời thật nhiều bạn nhỏ đến tặng quà Noel cho Chúa. Với những món quà thật dễ thương, chắc chắn Chúa sẽ rất vui nhận.
quà Noel, những món quà Giáng sinh thật là ý nghĩa và tuyệt vời. Các em nhỏ thật là vui. Chúng ta sẽ có một cái mùa lễ Giáng sinh mừng Chúa Hài Đồng Giê-xu thật là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân yêu của mình nha quý vị. Rồi bây giờ chúng ta hết giờ rồi. Trước khi chúng ta chia tay, vẫn như thường lệ, mời quý vị cùng với chị Nguyễn Nguyệt và Mỹ Lan, chúng ta dâng lên lời nguyện cuối giờ sau đây. Lạy Chúa Giê-xu Hài Đồng, hơn 2.000 năm qua, hình như những loài chúng con quên mừng sinh nhật Chúa, mà chỉ nhân ngày sinh nhật của Chúa để mừng nhau bằng những món quà xa xỉ, những bữa tiệc linh đình, những đêm ca múa, những tiếng nhạc bập bùng ánh nến lung linh, những tiếng cười vui vẻ vô tư, có khi thâu đêm để đến sáng mai thức giấc quên cả mừng lễ Giáng sinh. Quên cả Chúa đang cô đơn bên người nghèo khổ, không có nhà ở, không có nơi nằm, chẳng khác nào Chúa lạnh lẽo trong mảng cỏ khi xưa. Để làm Chúa vui hơn, chúng con hứa từ nay mừng sinh nhật Chúa bằng những món quà ý nghĩa mà Chúa muốn chúng con thực hiện. Xin Chúa chúc lành cho những người đồng hành với chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài, chia sẻ, cảm nhận được tình Chúa bao la dạt dào. Amen. Amen. Em cảm ơn chị Nguyên đã dâng những lời nguyện thật là có ý nghĩa trong dịp Giáng sinh năm nay. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài lần sau. Merry Christmas cũng như là Happy New Year đến cho tất cả toàn thể quý vị khán thính giả thương mến của chương trình Con Đường Tình Yêu kính dâng lên Ngài. Xin kính chào quý vị.